Bonjour, bonjour, xin chào cả nhà. Mọi người có khỏe không? Hôm nay Lu đang đi ra ngoài trung tâm để ăn trưa cùng với bạn. Hôm nay có sinh nhật một người bạn của Lu nhưng mà Paris không có tàu bè gì hết trơn đó mọi người. Người ta biểu tình cho nên là không có tàu, không có chạy. Nên là Lu đi gần nhà thôi. Lu đi cái nhà hàng ở gần nhà Lu thôi, hai mẹ con Lu đi. Mọi người cùng theo chân Lu nha. Vèo vèo luôn mọi người ạ. À. Mọi người có thấy cái làn thần thánh của Lu không? Trời ơi, rất Việt Nam luôn nha. Ôi trời, em ơi. Em ơi. Em ơi, em rơi đâu rồi? Đồ chơi của em rơi đâu rồi? À, đồ chơi của em rơi mất đâu rồi? Đồ chơi của em rơi mất đâu rồi? À, cái thành phố mà Lu đang sống thì khá là đẹp mọi người. Được đánh giá là 8 trên 10. Đấy, 8 trên 10 nhá. Rất là an ninh sạch sẽ. Mọi người thấy không? Rất an ninh và sạch sẽ luôn. À, thành phố của Lu đang sống thì chủ yếu là cây xanh, hoa. Được gọi là thành phố hoa và rất là nhiều công viên. À, ít trung tâm thương mại. Lu thì Lu cũng thích nhiều trung tâm thương mại, vui nhộn hơn. Ở đây thì đang là cuối mùa đông nên hoa huết này kia, lá cây cũng chưa có mọc nhiều. Đấy. Sang mùa xuân hè thì cực đẹp luôn. Phải nói là rất đẹp luôn mọi người ạ. Đấy. Ở đây có một dòng sông. Vào mùa hè thì hay chèo thuyền đi chơi vòng vòng. Khách du lịch đổ về đây cũng rất là đông luôn. Đấy. Ở đằng kia là trung tâm thành phố, nhà hàng, quán bar, cà phê. Bây giờ Lu sẽ mời bạn Lu ăn trưa ở một cái nhà hàng của người Bồ Đào Nha. Từ nhà Lu đi bộ ra đây thì cũng 3 phút, 5 phút gì đấy thôi mọi người ạ. Gần lắm. Ở đây thì có tiệm làm đẹp nè, tiệm trái cây. Rồi cái tiệm trái cây này Lu hay mua trái cây. Bên kia có thư viện này, có rạp chiếu phim, có quán cà phê. Ở đằng kia là ngân hàng, rồi công an. Đấy, tiệm trái cây này ngon lắm. Lu quen nha. Lu quen cái tiệm trái cây này. Bông dưa. Đấy, tiệm bán đồ. Ở đằng kia có một cái tòa lâu đài. Đi vô là công viên. Công viên bao quanh. Nhà Lu ở trong khu công viên mọi người, nên là công viên bao quanh luôn. Đấy. Ở đằng kia bạn Lu. Cái bà mặc áo nâu là bạn Lu đấy. Ừ. Cờ lâu ê, cầm cái đồ chơi đi làm rơi mất rồi. Đấy. Rồi đẩy đi. Ôi giời ơi, hôm nay mặc đồ đẹp thế. Hôm nay mặc đồ đẹp thế nhỉ. Đấy. Rồi. Ở đằng kia có cái nhà hàng người người Lào nấu mấy cái món Việt Nam, Trung Quốc tùm lum không có ngon. Nên là Lu sẽ quyết định là không ăn. Lu sẽ vào cái nhà hàng của Bồ Đào Nha Lu ăn. Đấy. À, Lu đang muốn mua hoa tặng sinh nhật nhỏ bạn này. Nhưng mà phải đi một tiệm hoa. Hôm nay sinh nhật bà không biết 40 mấy tuổi rồi. Đấy, đẹp không mọi người? Đẹp không? Wow. Đấy, bà này bà đi vô mua xổ số rồi. Bà đi vô mua xổ số rồi luôn. Ở đây là nhà thờ.
Rồi Lu đi, Lu đi qua đây, Lu đi qua đây, Lu mua hoa. Không biết tiệm hoa có mở cửa không? Tiệm hoa có khi đóng cửa mọi người ạ. Chán nhỉ. Trời ơi, hôm nay là thứ sáu mà sao lại đóng cửa nhỉ? Đóng cửa hay mở cửa? Bên này làm ăn chán lắm, lười lắm, suốt ngày đóng cửa thôi. Đấy. Rồi đóng cửa. Tiệm hoa đóng cửa. Tiệm hoa đóng cửa rồi. Bọn này không có chịu làm ăn gì hết trời. Bây giờ Lu đi vô cái siêu thị xem có bán hoa không. Chứ tiệm hoa thì đóng cửa rồi đó. Đó. Đẹp không mọi người? Đấy. Đường xá ở đây sạch bong luôn. Ở đây có cái siêu thị nhỏ mọi người. Lu vô đây hy vọng là mua được bó hoa. Đấy. Muốn mua hoa ở trong tiệm hoa thì nó đẹp hơn. Đẹp hơn hoa ở siêu thị. Mà không có, đóng cửa thì cũng phải vô siêu thị mua thôi. Rồi, có khi lại không có hoa. Trời ơi chán. Rồi tèo rồi. Không bán hoa luôn. Không bán hoa luôn trời. Siêu thị gì mà không bán hoa luôn. Rồi cái số nó không có hoa rồi. Chút xíu lên cái tiệm phía trên xem có hoa không. Đây không có hoa rồi. Rồi xong, bye bye. Không có hoa. Số nó là số không được tặng hoa. Trời ơi, mua sổ số trúng được 10 ơ hả? 5 ơ hả? Đi. À, chút xíu quay lại, chút xíu quay lại chơi. Thôi đi. Đấy, bây giờ tới nhà hàng rồi. Tới nhà hàng rồi, bây giờ đi vô ăn này. Rồi. Rồi. J'ai fait mieux l'instant et puis on va juste par rapport au menu, il n'y avait pas de présentation avant, il faut taper le truc à remettre à jour, la soupe pour bien pouvoir. Et, ouais. Vous l'avez vu? Ouais, tu vas pas, tu vois, t'as des centièmes. Je suis débarqué. Hello, 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 hello. Ngon không? Mà đồ mê trai. Cái đứa mua mê trai chứ chết liền. Cả được 10 ơ rồi à? Đâu? Nó bỏ ra. À, số bao nhiêu? 17. Ô 17 của tôi. Đây đây của bà. Cái này của tôi. 2 tờ. À, đây 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 của tôi, của tôi. Tôi 2 tờ, bà 2 tờ. Trúng được 10 euro này, ngon, 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 ngon. Hôm nay sinh nhật bả nên là bả may mắn này. À, may mắn này. À, thấy trai nhìn lác mắt. À, mê trai thì đầu thai kiếp khác cũng không hết. À, mà mình mê trai thì rồi một luôn. Ở đây có một, ở đây có một thằng xấu hắc mà bả nhìn nãy giờ. Không có đâu. Ăn nhà hàng xong hả, vừa đắt, vừa không ngon vừa đắt. Bây giờ qua đây ngồi uống cà phê, cào cào, cào cào, trúng được 10 ơ, nhìn trai đỏ hết cả mặt, trời ơi, cà phê đắng, ôi cà phê đắng vãi, cà phê đắng quá luôn, thì bỏ thêm 4 cục đường,
bốn cục đường mây vừa. Đúng là phê đắng. Ôi, đắng trời ơi, uống về tối không ngủ được. Cà phê sữa mà đắng như vậy. Nói chung là không có ngon bằng cà phê Việt Nam. Ê, sao nãy giờ tôi cứ nói toàn số 12. Cà phê Việt Nam ngon hơn. Đúng rồi. Hả? Sao nãy giờ tao nói toàn số 12 thắng trúng mày. Mất, trúng số 12 hoài. Mày không. Có khi đánh lô tô số 12. Không, số 12 nãy giờ tao còn 12 nhiều. Anh cho ra 12 trong đây nè. Đây. Đây cũng 33 mà sao có 33 ta. Đang 19 31 đẹp không mọi người, đẹp không, đẹp không, đẹp không, hôm nay lưu điệu như vậy đẹp không, 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 đẹp không. Chloe, con đứng lên đi. Đang dẫn người yêu đi mua trái cây của cái anh đẹp trai này anh đẹp trai này. Đây. À, anh đẹp trai muốn bán trái cây cho nàng. Đây. Đây. Dâu này. Trời ơi. Mắc lòi ra 4 ơ một hộp. Đây hai. Là belge. Ah. Oh. Ouvrez la fenêtre. Open the door. Ah oui, thằng nó nói ăn vô địt. Nó bảo ăn cái quả này vô địt nhiều. Thôi bye bye các tình yêu nha. Bye bye. Tu es celibataire. Célibataire depuis un mois, ma copine est partie. Oh, il y a un mois. Oh là là. 25 ans. Ah. Ah oui. Non mais moi fini les femmes, ma copine elle est partie, moi fini ça y est. Ah oui. Ah. 25 tuổi mới bị bồ đá, bây giờ độc thân. Đó, 25 tuổi bồ mới đá xong. Ah, ok đẹp trai rồi.